tắp cái đồ bao lâu lại mình phải nhà thì mùi nó monetization issue bên đây tắp cái đó sai với mấy ta như tầm mấy video đó nhé và xong xóa cùng một kênh channel hôn đọt thá nâng Facebook page hôn thả mà nó không video này nhưng xong một hai những nệm tì được việc đọc sai bằng nhà monetization issue bà như cả làng này sai bà nếu ta tôn thì mới policy bọc Facebook á bà dẫn dưng tôi được mới được việc đọc sai gặp nhé. Và được bốn món phố bác thay cho bác bố nó bà chủ được thay cho mình phải hà nó bà lấy thay cho nhóm hôm trực nơi thì tôi chết ok bà ta nhưng còn được thay cho mình phải hà bà nhưng cho lại môn được thái sẽ sớm đó bà vì nó khơi một thay bó nhóm cư nguyên phải hà xù thì môn được thái sẽ sân phô lịch sĩ bà dân như mình ai rộn lưu cho môi Facebook bán thì bà dân như chủ được mưu lại rèn ngân thánh bà đến xua thì anh ấy bây giờ thì bọn phong đã toàn in bỏ thay cũng còn là in bỏ thay cũng tới cứ về bàn này mà nhưng cho in bỏ thì cần phơi máu và những in bỏ thì mình tới refresh nó viết và nhầm refresh thay những mũi sẵn đó bà ok rồi đã toàn đấy cần cho refresh lại đi mũi bà thôi nhé lấy ai vậy bà còn đây bây giờ thì refresh lại nó ăn mình lại cái tế cho mình thi xây cho bà hãy video mình được phần năng đấy bà ở cuối sản phẩm cá tôi sẽ né bà chụp nên video cao cho bà.